Hai. Xin chào các bạn, mình tên là Sushi Đăng Khôi. Yeah, Phúc Khang. Hôm nay mình được đón tiếp đến nói với hai người đó chính là Sushi Đăng Khôi và Siro Khôi Nguy. Mình rất vui vì các bạn chương trình này mình được đi bơi với hai em. Có hai em tới thì mình bơi vui hơn mấy bữa trước. Biểu diễn. Đó là bơi ngửa. Bơi ngửa trên mặt nước. Wow, siết quốc tế luôn hả? Yeah, rồi thôi được rồi. Tuyệt vời. Cứu hộ Bình An. Wow, dancing on the pool. Chào cơ, chào. Sushi đứng trên nước luôn. Vui muốn xỉu luôn. Sushi nó bom, nó bóp cái chỗ này không thở được. Hai ba
cẩn thận, cẩn thận.